Sau lệnh giãn cách xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh, siêu thị ở Gò Vấp đông nghẹt người mua sắm. Sau lệnh Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, ghi nhận tại một siêu thị trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp có rất đông khách đến mua sắm, nhất là quầy rau củ, thực phẩm tươi sống và mì gói, thực phẩm khô. Từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 năm 2020, chỉ thị 15 của Chính phủ, không được tập trung trên 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng, thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp và chỉ ra khỏi nhà khi có việc thật sự cần thiết. Người trên 60 tuổi hạn chế ra khỏi nhà khi không có nhu cầu cấp bách, hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết. Không tụ tập trên 5 người trở lên tại công sở, bệnh viện, trường học. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 thì phong tỏa toàn bộ trong vòng 15 ngày kể từ ngày 31 tháng 5. Ngay sau khi có thông báo, người dân Thành phố Hồ Chí Minh tranh thủ đi mua thực phẩm nên các siêu thị và chợ trên địa bàn thành phố nhộn nhịp ngay buổi trưa. Theo ghi nhận tại một siêu thị trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, các quầy rau củ, thực phẩm tươi sống và mì gói, thực phẩm khô, gia vị, sữa có rất đông khách. Nhiều người dân đến siêu thị vào lúc 14 giờ không tìm thấy xe đẩy, phải tay xách nách mang những đồ mua được. Lối đi trong siêu thị cũng chật kín người và xe đẩy hàng hóa của khách mua đồ. Ở quầy thịt cá, một số kệ trống trơn, nhân viên liên tục chặt thịt, làm sạch và cân ký cho khách hàng. Ở quầy thực phẩm khô, một số mặt hàng cũng nhanh chóng hết, nhân viên siêu thị châm hàng liên tục cho các kệ. Các quầy tính tiền chật cứng người, khách đứng chờ tính tiền xếp dài vào hết dãy hàng mỹ phẩm. Anh Nguyễn Thành Phẩm, 29 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức cho biết, anh đang đi có việc ở Gò Vấp thì đọc được tin giãn cách xã hội nên ghé vào siêu thị mua những đồ dùng cần thiết cho gia đình. Trên chiếc xe đẩy chở đầy mì gói, trứng, sữa, anh Phẩm cho hay khu vực tính tiền rất đông, anh phải đợi 45 phút mới tính được hết. Tương tự, bà L, 53 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp cũng tranh thủ đi mua thực phẩm chuẩn bị cho những ngày ở yên trong nhà. Đeo hai cái khẩu trang y tế, bà L chia sẻ, nghe giãn cách phong tỏa nên tôi phải đi mua đồ ăn liền. Thay vì đi chợ mua lắt nhắt thì tôi vào thẳng siêu thị mua được nhiều món cùng một lúc cho tiện rồi về nhà. Đến 14 giờ 40 phút, nhân viên trong siêu thị tất bật châm hàng lên các kệ. Tiếng loa thông báo của siêu thị nhắc nhở khách rằng siêu thị đang rất đông, khách chú ý đeo khẩu trang và để ý tư trang. Giãn cách toàn thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 15 là như thế nào? Ngoài việc giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 15, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 cũng được yêu cầu giãn cách theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu toàn Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội 2 tuần theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Theo chỉ thị này thì không tụ tập quá 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Tuy nhiên lần này, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng không tụ tập trên 5 người, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh, các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, hạn chế di chuyển của người dân, nhất là các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Áp dụng chỉ thị 16 đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc 12 từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như là mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, dừng hoạt động các trường hợp khẩn cấp khác, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện tại nơi công cộng, hoạt động vận tải dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Như vậy, toàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giãn cách theo chỉ thị 15, còn quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc, quận 12 sẽ giãn cách theo chỉ thị 16. Hơn 62.000 người Thành phố Hồ Chí Minh liên quan tới hai cụm dịch lớn. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đến sáng ngày 30 tháng 5 xác định được 2.199 F1 và 60.209 F2 của các ca COVID-19 liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng và cụm dịch tại quận Tân Phú. Trong số 2.199 F1 ghi nhận thì có 1.151 mẫu xét nghiệm âm tính nCoV, 1.048 chờ kết quả, trong đó có 60.209 F2 ghi nhận 34.567 mẫu âm tính, 25.642 đang chờ kết quả.
Thông tin được Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bình nêu tại cuộc họp khẩn với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 30 tháng 5. Theo ông Bình, hôm qua, thành phố đã lấy mẫu toàn bộ người dân ở phường 3, quận Gò Vấp, phường có cơ sở sinh hoạt của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Hôm nay, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu tầm soát diện rộng cho toàn bộ phường 14, phường 15. Một số phường khác của quận Gò Vấp như là phường 5, phường 9 cũng được lấy mẫu toàn bộ người dân. Ngành y tế dự kiến công suất mỗi ngày lấy khoảng 100.000 mẫu, ông Bình nói. Tính từ đầu dịch đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tổng số 527.960 mẫu xét nghiệm. Trong 4 ngày qua, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 133 ca nhiễm, trong đó chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng là chuỗi lớn nhất với 126 ca nhiễm. Chuỗi lây nhiễm liên quan đến hai vợ chồng ở quận Tân Phú khám ở Bệnh viện Hoàn Mỹ xét nghiệm dương tính đến nay ghi nhận 7 ca. 16 trong số 22 quận, huyện, thành ghi nhận các ca COVID-19 gồm thành phố Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, các quận 1, 3, 4, 5, 10, 12. Trong đó quận Gò Vấp ghi nhận 44 ca, quận 12 phát hiện 21 ca, Tân Phú 18 ca, Tân Bình 13 ca. Còn lại tại các quận, huyện khác rải rác một vài ca. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các bệnh viện thành phố huy động nhân sự hỗ trợ ngành y tế quận Gò Vấp lấy khẩn cấp mẫu diện rộng. Các đơn vị tham gia lấy mẫu xét nghiệm gồm Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, Bệnh viện Bình Dân, Nguyễn Tri Phương, Phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp, An Bình, Đa khoa Sài Gòn, Phạm Ngọc Thạch, Trưng Vương, nhóm sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Giám đốc Sở Y tế đề xuất giãn cách theo chỉ thị 16 đối với các phường 3, 14, 15, 9, 11, 15 Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12. Trước diễn biến dịch bùng phát mạnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC dự báo số ca nhiễm liên quan đến hội truyền giáo có thể tăng tiếp trong thời gian tới vì số hội viên đến nay vẫn có thể là chưa khai báo ra hết. HCDC đề nghị người dân tham gia Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng chủ động liên hệ y tế địa phương để khai báo kể cả khi không có dấu hiệu bệnh. HCDC khuyến cáo mầm bệnh đã có thể có trong cộng đồng, người dân cần nâng cao cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền và hợp tác với ngành y tế trong thực hiện phong tỏa, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, trung thực khai báo y tế về nguy cơ, yếu tố tiếp xúc của bản thân. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất khứu giác, vị giác, đi khám bệnh ngay và khai báo trung thực khi đến cơ sở y tế. Khi khám bệnh phải mang theo khẩu trang và di chuyển bằng xe cá nhân. Trung tâm thương mại, siêu thị lớn là những nơi tiêu thụ nhiều điện năng và mô hình xây dựng hệ thống điện mặt trời mái. Những nơi này đã được ứng dụng tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Thời gian tới đây, mô hình này cũng sẽ được ứng dụng tại nhiều siêu thị lớn ở miền Bắc. Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các siêu thị không những giúp cung cấp điện năng mà còn giảm lượng CO2, góp phần bảo vệ môi trường. Dự án thiết kế cung cấp thiết bị thi công hệ thống điện mặt trời mái nhà sẽ được thực hiện trên 25.000 m2 mái nhà của chuỗi siêu thị tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng và dự kiến đưa vào sử dụng sau 3 tháng thi công. Dự án sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay là Inverter SunGrow và tự dùng 100% sản lượng từ điện mặt trời cho các siêu thị. Dự kiến khi hoàn thành và đi vào sử dụng, dự án sẽ giảm được 150 tấn khí CO2 một năm và cung cấp lượng điện sạch tương đương 3 triệu kWh điện một năm cho các siêu thị. Trong cái trạng thị trường điện mặt trời áp mái cho năm 2020 khi mà chưa có giá FIT 3 thì tương đối ảm đạm, thì cái việc mà hai bên ký kết được hợp đồng hợp tác chiến lược như thế này có ý nghĩa rất lớn cho kể cả Inpot lẫn SunGo và BKE để có thể tiếp tục đầu tư và đồng hành tăng doanh thu và góp phần để bảo vệ môi trường. Mới đây tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Inpost cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kỹ thuật BKE Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện về cung cấp các giải pháp biến tần cho lĩnh vực điện mặt trời áp mái. Dự kiến dự án cũng sẽ góp phần tạo nên một chuỗi trung tâm thương mại sử dụng năng lượng sạch trải dài toàn quốc. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2021 của cả nước tăng 0,16% so với tháng trước. Khu vực thành thị và khu vực nông thôn cùng tăng 0,16%, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, có 8 nhóm tăng giá và 3 nhóm giảm giá so với tháng trước. Trong đó, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất là 0,76%, làm CPI chung tăng 0,07% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,4%, làm CPI chung tăng 0,08% do giá vật liệu xây dựng tăng. Ngược lại, nhóm văn hóa, giải trí, du lịch chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên có mức giảm 0,23%.
Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,15%, chủ yếu do các doanh nghiệp đẩy mạnh khuyến mại giảm giá. Trong khi đó tại Hà Nội, CPI tháng 5 trên địa bàn giảm nhẹ 0,06% so với tháng trước và tăng 2,49% so với cùng kỳ năm 2020. CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2021 tăng 0,97% so với bình quân cùng kỳ năm 2020. 6 địa phương là Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa và Bắc Giang nằm trong danh sách kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về quản lý, phát triển nhà ở của Bộ Xây dựng. Với nhà ở thương mại, Bộ này sẽ kiểm tra kết quả thực hiện so với chương trình, kế hoạch đề ra như tổng số dự án, tổng quy mô diện tích đất, số căn chia theo từng loại hình chung cư, thấp tầng, đất nền, nghỉ dưỡng. Bộ cũng kiểm tra về sự phù hợp của quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, việc huy động vốn của nhà ở thương mại. Ngoài ra, cơ quan quản lý sẽ kiểm tra về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của địa phương, việc bố trí quản lý quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, thẩm định giá bán, đối tượng được mua, cho thuê, thuê mua. Suốt từ đầu năm 2020 cho đến nay, những đợt dịch COVID-19 liên tiếp bùng phát như những trận cuồng phong muốn nhấn chìm tất cả những nỗ lực gượng dậy của ngành du lịch nước ta. Khó khăn chồng lên khó khăn, song phần lớn các doanh nghiệp du lịch vẫn nỗ lực tìm hướng đi, giải pháp cho mình để gắng gượng bám trụ, chờ đến thời kỳ ngành du lịch phục hồi sau khi đại dịch toàn cầu qua đi. Trước đây, mỗi ngày bến thuyền này đón hàng chục lượt khách du lịch trong và ngoài nước dạo chơi trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Thì bây giờ bến vắng tanh, thuyền nằm chờ vì dịch phải ngưng đón khách, nhưng bến thuyền vẫn duy trì các hoạt động nội bộ từ duy trì bảo dưỡng thuyền đến luyện tập kỹ thuật chèo lái cho nhân viên. Anh em mà làm chuyên môn kỹ thuật dưới này là phải giữ. Nếu như mà họ mà đã không còn họ nữa là giờ bữa nữa khi phục hồi đó là đào tạo lại không kịp. Họ phải có kỹ thuật trong thực tế nữa. Cho nên bến cũng cố gắng duy trì hoạt động để giữ được cái đội ngũ chuyên môn này. Tranh thủ thời gian ngưng hoạt động trong mùa dịch để sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhân lực được nhiều doanh nghiệp tận dụng. Thế nhưng dịch bệnh kéo dài, doanh nghiệp không thể duy trì hoạt động nội bộ. 6 tháng làm việc phục vụ cách ly thì doanh thu và lợi nhuận đã phần nào được cải thiện, đã cải thiện được cái lợi nhuận âm của năm 2020, đồng thời là tạo thêm giá trị mới thặng dư thêm cho năm 2021. Vừa làm đúng quy trình thì anh em an tâm tác và động viên gia đình cũng như thế, nó vượt qua cái khó khăn, cũng tạo điều kiện cho vợ hoặc chồng đi làm để trong cuộc sống để tiếp theo. Chuyển đổi mô hình kinh doanh, tìm hướng đi mới từ cho thuê mặt bằng hay biến thành khách sạn khu cách ly tập trung có thu phí cho người nhập cảnh và chuyên gia là cách giúp nhiều đơn vị trụ được giữa mùa đại dịch. Hướng đi mới còn là việc đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa, phát triển thêm nhiều sản phẩm phù hợp tình hình mới, nỗ lực cho các doanh nghiệp được tiếp thị thêm. Có sự hỗ trợ của đối tác thì hiện nay các dịch vụ chúng tôi cũng đang tạm giữ và cho tới thời điểm mà phục hồi lại thì chúng tôi sẽ cùng với khách hàng để trao đổi và phục hồi lại những đường tour này một cách an toàn. Gắng gượng chờ thời cơ, song các doanh nghiệp du lịch không nằm im mà chủ động các phương án lên kế hoạch sẵn sàng trở lại với thị trường du lịch. Trước mắt là thị trường nội địa khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát. Với khí hậu khô nóng quanh năm, trồng rừng ở Ninh Thuận vốn đã gặp nhiều khó khăn, trồng rừng trên núi đá lại càng khó khăn gấp bội phần. Thế nhưng với sự nỗ lực nghiên cứu và quyết tâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam đã làm nên kỳ tích trồng phủ xanh núi đá bằng cây thanh thất. Loại cây đặc biệt này không chỉ cải thiện tốt môi trường mà còn góp phần tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng tại địa phương. Đầu tiên là đơn vị thực hiện trồng là 5 hecta thực nghiệm. Khi mà đến khi trồng cái điều kiện khí hậu và thổ dưỡng và dê cừu không ăn thì đơn vị đã nhân rộng qua trồng phục vụ dự án DK và FBRCC. Đến nay đơn vị đã thực hiện trồng trên 650 hecta trên cái vùng đất lâm phần của ban quản lý. Thanh thất là loại cây được trồng lấy gỗ hoặc làm cảnh, lấy bóng mát, chiều cao tới 20 mét. Nhận thấy tiềm năng trồng rừng của loài cây này, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam đã triển khai nhân rộng trên núi đá rừng phòng hộ ven biển, tạo môi trường sinh kế bền vững cho đồng bào Chăm ở địa phương. Cây cũng là phát triển tốt. Hồi xưa kia là mấy cái đồi này là đồi núi trọc không à, mà giờ nhờ ban quản lý rừng cũng được trồng cây rồi sau này nó cũng được coi như là tốt đẹp cũng như là môi trường cũng như là xanh tươi luôn.
Để nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam hiện đang giao khoán 2.147 ha rừng cho 4 nhóm cộng đồng với 78 hộ dân. Các thành viên tham gia nhận khoán vừa tham gia bảo vệ, tuần tra, phòng chống cháy rừng vừa kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng, tạo thành mô hình sinh kế bền vững.